Trong cuộc đời sự nghiệp cách mạng của mình, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn chú trọng tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là truyền thống quý báu, là đường lối chiến lược của Đảng, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy vai trò giá trị tôn giáo và xã hội trong xây dựng đại đoàn kết dân tộc, Tổng Bí thư luôn mong muốn tăng ni Phật tử Việt Nam phát huy truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành phát triển cùng dân tộc, đồng bào Công giáo kính Chúa, yêu nước, sống phúc âm trong lòng dân tộc. Đây chính là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong mọi thời kỳ. Trước sự ra đi của đồng chí Tổng Bí thư, cộng đồng các tổ chức tôn giáo tại Bình Dương vô cùng thương tiếc. Sau đây, chúng tôi xin trích dẫn ý kiến của đại diện một số tôn giáo tại Bình Dương trước sự ra đi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đối với Công giáo Việt Nam thì cái hình ảnh của bác Nguyễn Phú Trọng rất là thân thương. Khi ngày 20 tháng 1 năm 2013 thì ngài đến gặp Đức Giáo hoàng Benito thứ 16 tại Vatican. Đây là lần đầu tiên một vị Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam ở cán bộ đến gặp Đức Giáo hoàng và bàn về những người Công giáo ở Việt Nam. Và qua sự đối thoại, sự lắng nghe, sự thông cảm giữa hai bên, ta thấy tạo nên một cái tốt đẹp cái quan hệ giữa Vatican và Việt Nam và làm cho người Công giáo Việt Nam càng ngày càng tin tưởng hơn, vững chắc hơn, sống tốt đẹp đẹp đạo. Và rồi riêng cái cá nhân của mình á thì mình thấy bác Trọng á thì qua những bài tiếp xúc, nhất là trong cái khi mà nói với Ủy ban Đoàn kết Công giáo á, thì ngài nói rằng đúng là nhà nước luôn tôn trọng tín ngưỡng vì coi đó rất là một cái nhu cầu của một bộ phận người công dân. Và luôn nhà nước luôn luôn tôn trọng, yêu mến để giúp cho các tín hữu của các tôn giáo luôn luôn sống phù hợp với giáo lý cũng như là với lề luật của đất nước. Tôi được dịp dự nhiều cuộc lễ như 70 năm ngày Phật Hoàng nhập Niết Bàn ở Yên Tử lúc ngài còn là Chủ tịch Quốc hội. Và tôi được đọc nhiều tác phẩm của bác, cũng như những cái lời phát biểu của bác qua trang mạng, báo chí và đài. Từ đó tôi cảm nhận được tư tưởng, tâm hồn và nhân cách sống của bác rất hài hòa, rất đoàn kết, rất gần với mọi tầng lớp nhân dân, trong đó có tôn giáo. Bác đi đến nơi nào, đến dân tộc nào, bác đều thể hiện thâm nhập vào cái nền văn hóa của dân tộc đó. Tôi rất tâm đắc cái quyển sách của bác viết về phát huy truyền thống đại đoàn kết của dân tộc, xây dựng dân tộc Việt Nam ngày càng văn minh, giàu đẹp và hạnh phúc. Trong quyển sách đó, bác có đề cập rất nhiều về lĩnh vực tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo. Bác định hướng cho sự phát triển của Phật giáo trong lòng dân tộc. Bác quan tâm đến nền giáo dục của Phật giáo và làm sao Phật giáo trở thành đi vào đời, hội nhập như một hình thức phụng sự chúng sinh, là thiết thực cúng dường chư Phật theo phương châm của giáo hội, đó là đạo pháp, dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đối với tôn giáo thì làm sao chúng ta đoàn kết, hòa hợp, bởi tất cả chúng ta dù khác nhau về quan điểm tôn giáo nhưng chúng ta là người Việt Nam cùng nhau xây dựng để làm sao đưa đất nước Việt Nam như Bác Hồ, các bậc tiền bối và đặc biệt cũng như bác Tổng Bí thư của chúng ta đã nói là xây dựng một dân tộc Việt Nam giàu, mạnh và hạnh phúc.